đồng ý là bà làm đẹp, nhưng mà bà nên nhìn lại bà đi. Bây giờ bà là bà ngoại rồi, bà nội rồi. Ủa, bà ngoại bà nội cũng là người vậy, cũng là phụ nữ, cũng là phái đẹp, miễn sao tôi đẹp là được rồi. Bà cho tôi biết tại sao bà đẹp. Thôi bà mệt quá, ông không muốn coi á thì để người khác ta coi, nói hoài. Bây giờ bà muốn ai coi? Ai coi? Tôi chứ ai. Bảy. Trời ơi. Bảy mới coi chơi. Anh vừa phải hả mày? Gì? Tôi với anh ở chung hàng xóm nhau, giờ tôi không biết được cái tâm địa xấu xa của anh nha. Anh nói giỡn đó mà. Cái gì xấu xa? Tôi nghe hai vợ chồng nói chuyện cãi lộn gì tôi qua tôi nghe thử. Sẵn đây tôi chúc mừng luôn. Trời anh lãng quá, hai chồng tao đang gây lộn với nhau, tự nhiên qua đây chúc mừng. Chúc mừng gì? Bởi vậy làm chồng mà không hiểu hết trơn. Chúc mừng con vợ của anh á, coi như là hoàn hảo nhất xóm nè. Đúng, đảm đang nhất xóm nè. Đó, bây giờ bà đẹp ra lộng lẫy kiêu sa nhất xóm luôn nè. Bây giờ cả xóm đang chuẩn bị bầu bả là người phụ nữ điển hình của xóm. Vậy là chồng là phải vui chứ bất bơ gì mà cự bả. Đó, thấy không? Trời ơi, bây giờ đi đâu ai cũng khen người phụ nữ điển hình vậy mà. Dạ, ông tự nhiên nói vô không biết gì mà ông nói. Mà bà nữa. Bây giờ bà đừng có ở đó mà cười mà tự phụ. Bà nghe tôi hỏi nè. Hỏi đi. Vì sao con đẹp? Ủa, con đẹp. Vì sao bà đẹp? Thấy không? Cái câu này nha. Cả tuần lễ nay rồi anh Bảy. Đi đâu ai cũng hỏi tôi sao tôi đẹp quá. Dạo này sao chị đẹp quá, có chỉnh sửa gì không? Có bơm biết gì vô không mà sao thấy cái người hấp dẫn quá. Không không, bà khỏi. Bà giờ coi như bà full rồi. Full là sao? Đầy đủ, nó căng ra luôn rồi. Bà bơm vô không được đâu, chỉ có lấy ra bớt thôi à. Thấy không, ai cũng khen không hỏi ông chồng tôi đâu. Cái chê tôi miết, tôi không hiểu luôn á anh Bảy. Chê cái gì mà chê, nhưng mà cái áo này đâu bà coi à? Thì con Út nó mua cho tôi nè, đẹp không? Bà nghĩ sao mà mặc cái áo này? Sao vậy? Đâu, đẹp mà. Nó không có hợp với bà gì hết trơn vậy. Bây giờ tôi nói thiệt với bà, tôi không có thích bà mà làm đẹp. Yeah, trời ơi. Ông nói là không có thật lòng, ông nói là ông không thích phụ nữ đẹp. Đúng. Vậy mà ông coi báo phụ nữ. Trời ơi. Ông thường xuyên ông lên mạng ông coi những cái người mẫu nè, những cái người những cuộc thi bikini nè. Đó, ông không bỏ sót một cái chương trình nào. Cái kênh đó là kênh gì không? Kênh đó là kênh fashion. Đó, tao bận bikini đi. Đó, ông theo dõi. Vậy mà ông nói ông không thích đẹp. Nói chung là tôi chỉ muốn người phụ nữ khác đẹp thôi. Vợ tôi không muốn vợ tôi đẹp. Vậy là ích kỷ. Thôi mệt quá, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Ê, anh rất là kỳ cục. Kỳ cục cái gì? Ông không nghe người ta nói hả? Nói gì? Vợ đẹp là vợ người ta. Nó bậy. Sao? Nó bậy mà nói lớn luôn. Ông muốn nghe bà xưa ta nói hả? Nói gì? Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Vợ mà nó đẹp, nó hoàn hảo là mình hãnh diện với hàng xóm mà mắc mớ gì mà ông cấm bả làm đẹp. Đón xem Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.